Bánh mì nào, bánh mì Hà Nội đặc biệt tao ngon đây. Bây giờ phải đưa chú vào bệnh viện gấp đi. Cóc ghẻ, mà đánh thì thiên nga. Cái thằng mặt bánh mì như này ấy, là phải đánh. Anh chỉ là một thằng ngu. Quả báo sẽ đến sớm với hai người thôi. Alo ạ? Thôi, anh đừng có mà làm phiền em nữa đi. Em đã bảo là em có người yêu rồi. Anh đừng có nhắc cái chuyện đấy đi, em không quan tâm đâu. Thế nhá, anh đừng có làm phiền em nữa. Thôi, người em về rồi, anh đừng có gọi nữa nhá. Chào bác. Anh về rồi đấy à? Ừ. Này, anh uống nước đi. Anh cảm ơn. Hôm nay bán như nào rồi anh? À, ui, cũng may. Hôm nay gặp phải khách sộp, người ta mua một lúc phát, hết nửa thùng luôn. Em ơi, thích thế. À, em đã ăn gì chưa? Em ăn cơm bụi rồi. Thế anh ăn gì chưa? Vẫn còn bánh mì, anh ăn tạm, cho đỡ tốn tiền. À, em ăn của anh á? Thôi, em ăn rồi, anh ăn đi, không lại đói. Em ăn gì? Em ăn no rồi, anh ăn đi. Ờ, thế anh ăn này. Này, uống nước đi. Bánh mì nào? Bánh mì Hà Nội đặc biệt thơm ngon đây. Ai bánh mì đây? Bánh mì nào? Bánh mì đặc biệt. Ai đây? Mày đi đứng kiểu gì đây? Mì, em nói đi, anh ta là ai? Giới thiệu với anh, đây là anh Vũ, người yêu mới của tôi. Cái gì? Người yêu của em á? Vậy còn anh? Anh là cái gì? Còn anh á? Anh chỉ là một thằng ngu. Thế anh nghĩ từ trước đến giờ tôi yêu anh thật lòng đấy à? Sao em lại đối xử với anh như thế hả My? Vì sao á? Vì anh nghèo. Nhìn anh ấy xem, anh ấy có xe, anh ấy có tiền. Còn anh, có cái gì? Kiểm My, em phải cho anh thời gian chứ. Anh hứa sau này anh sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ như bao người khác mà. Mày bỏ cái tay ra. Này, thời gian của mày á, được bao năm? 10 năm, 20 năm, hay là cả đời mày? Anh im đi, tôi không nói chuyện với anh. Để tao nói cho mày biết này. Tao có tiền, tao có nhà, tao có xe, tao mua được cho cô ấy niềm vui. Còn mày làm được cái gì? Mày đã làm được cái gì cho cô ấy chưa? Cóc ghẻ, mà đánh thì thiên nga. Để tao nói này, mày ấy, mày có bán cả tỷ cái bánh mì ấy thì cũng không giàu đâu nhá. Đây là tiền tao trả mày cái xe với cái ổ bánh mì của mày. Mình đi thôi em. Mày mắn nhá. Rồi hai người sẽ phải hối hận đấy. Ai bánh mì đây? Bánh mì nào? Bánh mì Hà Nội đặc biệt thơm ngon đây. Chú ăn sáng chưa? Em ăn rồi anh ạ. Bây giờ chú lên trước đi, tôi mua cái bánh mì ăn đã. Anh làm giám đốc rồi đấy, ai lại đi ăn bánh mì vỉa hè bao giờ anh? Này, thế chú quên rằng
Là ngày xưa tôi là thằng bán bánh mì à? À, chú ơi, chú bán cho cháu cái bánh mì ạ. À, cháu đợi chú một tí nhá. Dạ. Có bao nhiêu tiền hả chú? À. Ơ kìa. Chú ơi, chú có làm sao không ạ? Chú. Bây giờ phải đưa chú vào bệnh viện gấp đi, chứ để thế này không được đâu. Anh cứ để em đưa chú vào viện. Anh ơi, anh nhớ Lan mình phải ký bản hợp đồng đấy anh ạ. Anh cứ yên tâm, chú để em lo. Ai bánh mì đây? Bánh mì vừa ngon vừa rẻ đây. À, dạ. Anh mua mấy cái ạ? Em gửi anh ạ, quá hết 10.000. Em ơi, cuối cùng thì chúng ta sắp thoát nạn rồi đấy. Em đừng có lo, hợp đồng ở Ham TV anh nắm chắc 100% rồi. Chả có chuyện gì làm khó thằng Vũ này cả. Em ơi, chồng em giỏi thế. Ừ. Ô, từ từ anh ơi. À? Ai quen quen đấy nhở? À, tưởng ai, hóa ra là thằng bán bánh mì ngày xưa em ạ. Lại ủng hộ nó tí nhờ em nhở. Ê cô, cho xin một cái bánh mì đây. À, thì ra là cậu à? Lâu quá không gặp nhỉ? Bất ngờ quá nhỉ? Anh vẫn chả khá lên là bao nhỉ? Suốt 7 năm thì vẫn đam mê với cái nghề bán bánh mì nhỉ? Mà hình như cũng có khá lên một tí. Cũng biết mặc đồ công sở đi bán rồi đấy. Thôi, em đừng nhiều lời cái thằng này làm gì. Bán bánh mì quen, bày đặt mặc áo sơ mi, còn âu. Này, hôm nay tao phải đi ký hợp đồng ở Ham TV, công ty mà cả cuộc đời mày cũng không mơ tới đâu. À, vậy à? Vậy thì chúc hai ngày thành công. Này, mày đang chủ yếu bọn tao đấy à? Em ơi, đừng nhiều lời loại như nó. Cái thằng bán bánh mì như này ấy, là phải đánh. Bánh mì à? Cả cuộc đời mày ấy chỉ đi bán bánh mì mà thôi. Mày vẫn mãi chỉ là con chó thôi. Này, lần một ấy thì tôi không nói gì, nhưng đừng có được đàm mà tiến tới. Tôi nghĩ quả báo sẽ đến sớm với hai người thôi. Quả báo á? Tao nói mày nghe này, cả cuộc đời tao ấy, tao chưa biết quả báo nó như thế nào. Mày có không? Cho tao xem ấy. Này, thế để tao cho mày xem quả báo như nào nhá. Gơ, này, con làm cái gì đấy à? Hỏng hết bánh mì rồi. Mày làm gì đây? Mày làm bẩn hết áo tao này. Trời ơi, mày làm bẩn váy vợ tao à? Đứng ra lại. Có sao? Các người định làm cái gì thế hả? Anh Quân, sao anh lại ở đây? Sao chăng cái gì? Sao cậu lại đánh anh ấy? Cậu có biết anh ấy là ai không? Nó chỉ là thằng bán bánh mì thôi mà. Đúng rồi đấy, thằng này nó chỉ là thằng bán bánh mì thôi mà. Đứng ở đây làm bẩn hết hình ảnh công ty Hàm đấy. Anh cứ để chồng tôi xử nó đi. Mì biết cái gì? Đây là anh Trung, giám đốc công ty Hàm đấy. Các người mở mắt to ra mà nhìn. Không thể nào, cái ngư thằng bán bánh mì này không thể làm giám đốc được. Hai người nhìn cho kỹ vào, xem đây có phải là bản hợp đồng của chúng ta không. À. Ôi, anh ơi, em xin lỗi, em quả là có mắt mà như mù. Anh bỏ qua cho bọn em đấy ạ. Anh ơi, nể tình dù sao chúng ta cũng đã từng quen nhau. Anh ơi, anh bỏ qua cho em với. Tôi là chó mà, chó thì thù dai, nhớ lâu lắm. Anh ơi, em xin lỗi, tại em không biết. Bây giờ mà anh không ký thì công ty bọn em phá sản mất. Quá muộn rồi, vì chính tay cậu đã làm ướt bản hợp đồng. Tôi nói rồi mà, quả báo sẽ đến sớm với hai người thôi. Còn bây giờ cứ thoải mái mà cầm lấy đi. Anh ơi. Anh ơi. Ôi, chết rồi vợ ơi. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Thôi, đấy là việc của